Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam con trai Nebat, thì Abiam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaca, con gái của Abishalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người, và lòng người không trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người làm kẻ kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Vả Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình. Các công việc khác của Abiam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Abiam và Jeroboam cũng đánh giặc nhau. Abiam an giấc với tổ phụ mình, và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Năm thứ 20, đời vua Jeroboam là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người tên là Maaca, con gái của Abishalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người đuổi bợm vĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Lại, người cũng cất chức thái hậu khỏi Maaca bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tạc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong trũng Xết-rôn. Song, người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình người đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Asa, vua Juda và Ba-Esa, vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-Esa, vua Israel đi lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa, vua Juda không ra vào nơi Asa, vua Juda được. Khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, giao cho đầy tớ mình. Đoạn sai họ đến Ben-Hadad, con trai Táp-ri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Syri ở Đa-mách mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng. Hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-Esa, vua Israel, để hắn gian xa ta." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben-Bet-Maka và cả xứ Kinneroth với xứ Nephtali. Ba-Esa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama mà rút về ở tại Tiệt-sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda, không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-Esa đã dùng xây đắp đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của người, mọi việc người làm và các thành người xây cất đều đã chép trong sử ký của các vua Juda. Khi người đã già rồi thì đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ người và được chôn với họ trong thành David tổ tiên người. Josaphat, con trai người, kế vị người. Năm thứ 2, đời Asa, vua Juda. Nadab, con trai Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm.
người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Ba-ê-sa, con trai Ahiya về nhà Isaka làm phản người. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibethon vốn thuộc về dân Philippines, thì Ba-ê-sa giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ ba đời Asa vua Juda mà Ba-ê-sa giết Nadab và trị vì thế cho người. Vừa khi người lên ngôi làm vua thì giết hết thảy người thuộc về nhà Jeroboam, không để sót một ai, đến nỗi đã diệt hết trong nhà Jeroboam theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ahiya kẻ tôi tớ ngài ở Silo mà phán ra. Ấy vì cớ tội lỗi của Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các công sự khác của Nadab, mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Và Asa vua Juda và Ba-ê-sa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Năm thứ ba đời Asa vua Juda thì Ba-ê-sa con trai Ahiya lên làm vua cả Israel, người ở tại Tiệt-sa và cai trị 24 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo đường của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Chương 16. Bây giờ, lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jehu, con trai của Hanani, nghịch cùng Ba-ê-sa mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Ba-ê-sa và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam con trai của Nê-bát vậy. Phàm kẻ nào thuộc về Ba-ê-sa chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, phàm kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Ba-ê-sa, những việc người làm và quyền thế người đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Ba-ê-sa an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tiệt-sa. Ê-la, con trai người, kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va lại cậy tiên tri Jehu, con trai Hanani, mà phán nghịch cùng Ba-ê-sa và nhà người. Chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã hủy diệt nhà ấy. Năm thứ 26 đời Asa vua Juda thì Ê-la con trai Ba-ê-sa lên làm vua Israel, người ở tại Tiệt-sa và cai trị 2 năm. Simri kẻ tôi tớ Ê-la làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ê-la ở Tiệt-sa uống say sưa trong nhà Ạc-sa là quan cai đền người tại thành ấy. Simri bèn vào giết người, nhằm năm 27 đời Asa vua Juda và cai trị thay cho người. Xảy khi Simri vừa lên ngôi làm vua thì người giết hết thảy nhà Ba-ê-sa, chẳng để lại một nam đinh nào hết, hoặc bà con hay là bằng hữu người cũng vậy. Vì các tội lỗi mà Ba-ê-sa và Ê-la con trai người đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, và vì các sự hư không của chúng nó chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nên Simri diệt hết cả nhà Ba-ê-sa, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-hu là đấng tiên tri mà phán ra cho Ba-ê-sa. Các công việc khác của Ê-la và mọi việc người làm đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Năm thứ 27 đời Asa vua Juda thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tiệt-sa. Bây giờ quân lính Israel đang vây Gibethon là thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi đạo binh hay tin này rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó trong dinh, cả Israel đều lập Omri là quan tổng binh làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gibethon đi lên vây Tiệt-sa. Sải khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua rồi chết, vì những tội lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo đường của Jeroboam và phạm tội Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri,
sự người làm phản đều đã chép trong sử ký của các vua Israel. Bây giờ, dân Israel chia làm hai phe. Phe này theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát, và muốn lập người làm vua. Phe kia theo Ômri. Nhưng phe theo Ômri thắng hơn phe theo Tiếp-ni, con trai Ghi-nát. Vậy, Tiếp-ni chết và Ômri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Giu-đa, thì Ômri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Tiệt Sa. Đoạn, người mua hòn núi Samari của Sê-me giá là 2 ta lân bạc. Trên núi ấy, người cất một cái thành lấy tên Sê-me là tên chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Ômri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiên bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam, con trai của Nê-bát phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho dân Israel can phạm, và lấy những sự hư không mình mà chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Ômri, những công việc người làm và quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Ômri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asa vua Giu-đa, thì Ahab, con trai Ômri, lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab, con trai Ômri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Ba-anh tại trong miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hi-en ở Bê-tên xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Sê-gúp, con út mình. Theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-suê, con trai của Nun, mà phán ra. Chương 17. Eli ở Thi-sê-bê là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với Ahab rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đan. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đan. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa. Bây giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: Hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rep-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rep-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước. Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Eli tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về, làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau, ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy:
bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ người ở và để nó nằm trên giường mình. Đoạn người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao ngài giáng tai họa trên người đàn bà quá này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người đi. Người nằm ấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin Chúa khiến linh hồn của đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu, vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Chương 8. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngoài. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả 100%. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài,
song vì người ta đông lắm nên không đến gần ngài được. Vậy có kẻ báo cho ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức ngài dậy rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Kế đó, ghé vào đất của dân Gerase, ngang xứ Galile. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân ngài, nói lớn tiếng rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với ngài có sự chi chăng, tôi cầu xin ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Vả ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng, hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước ngài vì ai nấy cũng trông đợi ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin ngài vào nhà mình vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng ngài phán rằng,
đừng khóc, con này không phải chết, xong nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo báng ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Thi Thiên 99. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân hãy run sợ. Ngài ngự trên các cherubim, trái đất khá rúng động. Tại Si-ôn Đức Giê-hô-va lớn thay, ngài cao hơn hết thảy các dân. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa, ngài là thánh. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình. Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình trong Gia-cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trước bệ chân ngài. Ngài là thánh. Trong vòng các thầy tế lễ ngài có Môi-se và A-rôn. Trong vòng các người cầu khẩn danh ngài có Sa-mô-ên. Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và ngài đáp lại cho. Ngài ở trong trụ mây phán với họ. Họ giữ các chứng cớ ngài và luật lệ mà ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ. Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, dẫu Chúa báo trả công việc của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài. Xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi ngài. Xin Chúa cho con biết về ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài, mỗi ngày mới ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.